một tên tội phạm người Pháp gốc Việt khét tiếng, gây ra hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dã man, kinh hoàng, thảm khốc. Một nhà ngoại giao kỳ cựu đã chứng kiến những điều gây sốc và ám ảnh nhất cuộc đời làm việc của mình trong suốt 30 năm công tác ở nước ngoài. Một cuộc đối đầu, đấu trí trong suốt hàng chục năm trời giữa một kẻ ác không từ thủ đoạn, gian ngoa, hiểm họa khôn lường trong hành trình đào tẩu trốn chạy của hắn trên khắp châu Á. Và sự khôn ngoan, kiên trì, nỗ lực không ngừng của một con người bình thường vì công lý thôi thúc mà với tư cách cá nhân đã quyết đấu đến cùng để tìm lại công bằng cho các nạn nhân. Một vụ án nổi tiếng được Netflix và BBC phối hợp sản xuất dựng thành phim truyền hình dài tập 8 phần phát trực tuyến mang tên The Serpent. Bên cạnh đó là rất nhiều các cuốn sách, phim chiếu rạp, phim truyền hình đã từng được ra đời dựa trên cuộc đời và hành trình phạm tội chạy trốn của kẻ ác này. Cho dù kẻ ác đã phải trả giá trước công lý, nhưng đó chỉ là bản án cho hai trong hàng chục vụ với số nạn nhân thực sự vẫn chưa rõ ràng. Có thể nói, cho tới tận ngày nay, hành trình vạch trần hắn trước công lý vẫn chưa kết thúc. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Charles Sobhraj. Charles Sobhraj có tên khai sinh là Hachan Banani Gurumukh Charles Sobhraj, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1944 tại Sài Gòn, là con ngoại giá thú của một người phụ nữ Việt có tên Trần Loan Phụng, làm nghề bán hàng với một vị doanh nhân người Sindhi, Ấn Độ có tên là Sobhraj Hachan Banani, làm ăn kinh doanh tại Sài Gòn khi đó. Ngay từ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cha đẻ của Sobhraj đã dứt áo ra đi, bỏ lại hai mẹ con ôm nhau nheo nhóc khóc mỏi mòn, thiếu vắng đi hơi ấm và tình thương yêu của gia đình. Tại Sài Gòn, Sobhraj lớn lên trong trạng thái không quốc tịch và sự thờ ơ của mẹ mình, bởi vì bà Phụng luôn cho rằng chính Sobhraj là nguyên nhân gây ra chuyện giãn nứt tình cảm giữa hai người và khiến cho người đàn ông Ấn Độ đó bỏ rơi bà. Chỉ sau một thời gian ngắn khi sinh Sobhraj, với nhan sắc và những hiểu biết quan hệ của mình, bà Phụng đã gặp gỡ, quen biết và đi đến kết hôn với vị trung úy Alphonse Darro, vốn là một trung úy người Pháp sang làm việc ở Đông Dương. Tuy rằng trung úy Alphonse đã nhận Sobhraj làm con nuôi, cho Sobhraj quốc tịch Pháp, cũng như sẵn lòng chấp nhận và đem về nhà nuôi con riêng của vợ, nhưng lại từ chối để cho Sobhraj mang họ của mình. Cuộc hôn nhân mới của mẹ Sobhraj đã giúp cho cả bà Phụng và Sobhraj đặt chân đến nước Pháp. Năm 1954, sau khi đại bại trong trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva ký kết, quân Pháp rút về nước. Đương nhiên là Sobhraj được người cha dượng đem theo. Từ đây, những năm tháng tuổi thơ tiếp theo của Sobhraj gắn liền với thành phố cảng Marseille, Pháp. Thời gian đầu, người cha dượng đối xử rất tốt và cũng hết mực chiều chuộng yêu thương Sobhraj như là con đẻ. Cũng một phần vì Sobhraj vốn dĩ rất thông minh, sáng dạ và ngoan ngoãn. Có chăng thì cũng có phần ảnh hưởng từ việc sớm chứng kiến cảnh gia đình tan nát và thiếu thốn tình cảm. Nhưng niềm vui và hưởng trọn tình cảm gia đình như bao đứa trẻ khác của Sobhraj lại chẳng tay gang. Từ khi mà bà Phụng sinh hạ đứa con ruột đầu tiên cho vị trung úy Alphonse đó, đặt tên là André, thì Sobhraj đã bị đối xử ngược hẳn so với những ngày tháng trước đó. Càng ngày cô đơn, lạc lõng lại càng xâm chiếm lấy Sobhraj, nhất là khi mà gần như không còn nhận được sự quan tâm của gia đình, cũng như lời hứa hẹn trở thành người thừa kế cũng tan theo mây khói. Đã vậy, từ lúc trung úy Alphonse bị chấn thương tâm lý trong chiến trận và phải vào bệnh viện chữa trị hội chứng chiến tranh trong suốt phần đời còn lại, thì Sobhraj khi này bị cha dượng xem như là một kẻ bon rút tiền bạc vốn đã eo hẹp của gia đình Darro. Như để đáp trả lại cái sự thờ ơ ấy, giống như suy nghĩ của bao đứa trẻ khác, thà bị ghét bỏ còn hơn là bị lãng quên, Sobhraj đã tìm đủ mọi cách để gây ra sự chú ý, như là cố tình tỏ ra ngang bướng và ương ngạnh, hay là nghịch ngợm phá phách mọi thứ chỉ với mong muốn là được bố mẹ để mặt tới.
ở nhà. Sobrai là một đứa trẻ ngỗ ngược và khi tới trường thì là một học sinh cá biệt. Thường xuyên trốn học và cố ý bày trò quậy phá cho tới lúc bị thầy cô tống cổ ra ngoài mới thôi. Bước ngoặt. Đối với Charles Sobrai, có một điểm kỳ lạ rằng cho dù là bị cha ruột bỏ rơi từ lúc mới sinh, nhưng Sobrai lại luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cha đẻ mình là một nhân vật huyền bí, anh hùng. Ở Pháp, cả quá trình lớn lên của Sobrai là cả quá trình sống với cảm giác mình không hề tồn tại ngay trong căn nhà có cả bố và mẹ. Càng lạc lõng, bơ vơ thì mong ước có được hành trình tới phương Đông để tìm lại cha đẻ lại càng cháy bỏng trong lòng Sobrai. Rồi khi càng lớn lên, Sobrai lại càng nung nấu việc đi tìm bố. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Để thực hiện mong ước của mình và thỏa theo sự bất cần, buồn chán ngày một ngự trị trong linh hồn, Sobrai đã từng bước dấn thân vào vòng lao lý. Lúc đầu, Sobrai thường trốn lên các con tàu và tìm cách tới Đông Dương để gặp bố đẻ. Tuy nhiên, những chuyến tàu lậu vé của Sobrai chưa bao giờ thành công vì luôn bị phát hiện và bị đuổi ngay xuống tàu. Càng về sau, Sobrai lại càng tỏ ra bất trị và không thể kiểm soát. Giao du với đám du thủ du thực trong thành phố, rồi cũng sa ngã dần, tham gia và thực hiện các tội phạm nhỏ nhặt nhưng thường bị cảnh sát tóm cổ. Mỗi lần như thế, bà phụ và ông trung úy Alphonse lại phải muối mặt, tốn công sức tiền bạc để đi bảo lãnh cho Sobrai về. Trong khoảng thời gian này, hễ cứ ngoài giờ học ở trường là Sobrai lại tiếp tục lang thang cùng đám du thủ du thực trên đường phố Paris, chuyên ăn cắp để kiếm tiền chơi bời. Cũng nhờ vậy mà bên cạnh tiếng Pháp cùng với một ít tiếng Việt, Sobrai còn học được tới 4 ngoại ngữ và đều có thể sử dụng giao tiếp thành thạo. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cũng không rõ rằng Charles Sobrai có biết điều này khi đó hay không. Cho tới một ngày nọ, bố dượng và mẹ đẻ không còn muốn bảo lãnh nữa. Và khi đó, Sobrai bị bắt vì tội trộm cắp ở Paris, cùng với đó là bản án mà tòa tuyên án phạt tù thời hạn 3 năm. Kể từ lúc ngồi tù, Sobrai chính thức bị gia đình xa lánh. Cô đơn, tủi hổ, bơ vơ, cho rằng không một ai quan tâm, dù chỉ là xem mình sống chết ra sao. Sobrai ngày càng nung nấu dã tâm, buộc chính gia đình mình và cả xã hội phải trả giá vì đã bỏ rơi một con người. Thậm chí Sobrai còn nghĩ và tuyên bố ra mồm rằng cuộc đời chính là một cuộc phản kháng chống lại hệ thống pháp luật của nước Pháp. Thương cảm. Bản án đầu đời năm 1963 đã đưa Sobrai đến nhà tù Poissy khét tiếng thuộc tỉnh Yvelines, vùng hành chính Ile-de-France gần Paris. Đây cũng là nhà tù đã từng giam giữ Jacob Maverick Rudnick, một điệp viên của OMS từ năm 1922 cho đến 1924 trước khi bị trục xuất khỏi Pháp và trở về Liên Xô. Cuộc sống sau song sắt thời ấy, đặc biệt là tại Poissy, lại càng tàn nhẫn độc ác hơn. Và một cậu trót con người châu Á như Sobrai có thể là một miếng mồi cực ngon cho các tay anh chị. Thế nhưng với sự hiểu biết và thành thục karate, Sobrai đã nhanh chóng làm quen với thế giới này. Đặc biệt hơn nữa, nhờ vào việc biết nhiều thứ ngoại ngữ, Sobrai thi thoảng được giám thị cho gọi đi làm phiên dịch. Thương cảm cho cảnh ngộ của Sobrai, một cậu bé mặt mũi sáng sủa, thông minh nhưng lại sớm vướng vào vòng lao lý và có tính cách thú vị. Một nhà hảo tâm, tình nguyện viên có tên là Félix de Écogne đã quan tâm hơn đến Sobrai. Ông Félix vốn là một người giàu có, thường xuyên vào nhà tù Poissy để thăm hỏi, trò chuyện với các phạm nhân hàng tuần, rồi thì giúp chuyển thư từ, giấy tờ, thông tin liên lạc hay cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý đơn giản. Từ đó, dần dà, Sobrai và ông Félix gặp gỡ, làm quen rồi kết bạn với nhau. Tốt tính và hết mình với công việc tình nguyện viên, ông Félix kiên nhẫn nghe Sobrai trò chuyện tới hàng giờ đồng hồ.
Rồi ông đi đến quyết định giúp Sobhrai hòa giải với vợ chồng bà phụ ông trung úy Afonso. Nhưng kết quả của cuộc hòa giải đó cũng không được thành công cho lắm. Ở trong tù thiếu thốn văn hóa thì cũng chính ông Felix là người đã mang sách vở vào cho Sobhrai đọc, truyền dạy nhiều điều giúp cho Sobhrai mở mang được kiến thức, mang đến sự động viên và là chỗ dựa về tinh thần. Nhờ có ông Felix, Sobhrai đã học hỏi được rất nhiều điều, trong đó chủ yếu là kỹ năng sống, cách ứng xử trong giao tiếp. Cũng chính tác phong của ông Felix đã làm cho hắn bỏ hẳn cái tật chửi thề, vốn là thói quen mà Sobhrai sớm bị tiêm nhiễm trong những ngày lê la trên đường phố. Thời khắc mãn hạn tù ở Poissy cũng đến. Sau khi ra tù, Sobhrai dọn đến ở hẳn với ông Felix, và ông cũng coi Sobhrai như là con như cháu trong nhà. Từ chỗ là một cậu bé vất vưởng, bố mẹ không ai ngó ngàng tới, cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần tình cảm, Sobhrai lúc này một bước nhảy lên tiên. Với những bộ quần áo vest cắt may rất khéo, giày da Ý, caravat lụa tơ tằm Ấn Độ, Sobhrai thường xuyên được ông Felix cho đi cùng tới những bữa tiệc của giới thượng lưu. Rất tế nhị, ông Felix không bao giờ kể về quá khứ của Sobhrai, mà chỉ nói rằng hắn là con của một sĩ quan Pháp ở Việt Nam, vì chiến tranh nên gia đình buộc phải sang Pháp. Tuy nhiên, cái cuộc sống xa hoa giàu có với sự chu cấp và bao bọc mà ông Felix dành cho Sobhrai đã không giúp được hắn cải tà quy chính, chỉnh đốn tư tưởng mà tu thân dưỡng tính, đền đáp công ơn cho ông Felix. Sobhrai không chiến thắng được chính mình. Với cái mác là con sĩ quan thì phải có tiền, nhưng lúc ấy Sobhrai lại không một xu dính túi. Ngay cả ly cà phê buổi sáng thì cũng phải nhờ vào ông Felix. Chỉ được ít lâu, con người lưu manh trộm cướp xảo quyệt của hắn quay trở lại. Sobhrai nhanh chóng quay lại con đường cũ, nhưng lần này hắn hoạt động một cách khôn khéo và tinh vi hơn. Vì ít nhất với sự dạy bảo và giúp đỡ của ông Felix, Sobhrai với bản chất thông minh, linh hoạt đã nghĩ ra nhiều mánh khóe. Chẳng bao lâu sau, Charles Sobhrai trở nên giàu có nhờ vào các phi vụ tội phạm chót lọt, trong đó là hàng loạt các vụ làm xét giả trên toàn nước Pháp và trộm cắp tại các gia đình giàu có mà Sobhrai từng có cơ hội được quen biết, viếng thăm. Phi vụ đầu tiên của Sobhrai đó là một chiếc xe hơi Citroën DS19. Chỉ mất vài phút, Sobhrai đã nổ máy và lái nó đi. Sau đó thì hắn móc nối liên lạc với đám bạn bè du thủ du thực trên đường phố Paris ngày nào để giúp cho Sobhrai tìm được nơi tiêu thụ. Chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng, Sobhrai đã trộm được tổng cộng 9 chiếc xe hơi, chủ yếu là các loại DS19 và DS21, vốn là hai loại xe thời thượng ở nước Pháp vào lúc bấy giờ. Cứ như vậy, Sobhrai lang thang trơ trọi với tâm hồn mục rữa giữa hai thế giới. Một bên là thế giới sang trọng mà thông qua ông Felix hắn được biết tới, được giao lưu với những cá nhân ưu tú, gia đình giàu có nhất Paris. Còn một bên là thế giới ngầm đen tối, độc địa và hiểm ác ở kinh đô ánh sáng, vốn là cái thế giới mà Sobhrai cảm thấy khi và chỉ khi hắn ở đó thì hắn mới cảm thấy được là chính mình và được sống trong căn nhà của mình, có những người bạn cùng đẳng cấp với mình. Cầu hôn. Một lần, hai lần, ba lần, Sobhrai đã trở thành con quỷ từ tận tâm hồn. Hắn trắng trợn lấy đi quá nhiều thứ của con người mà vốn dĩ nếu không có ngài Felix de Escogne, có lẽ cả đời hắn cũng khó có cơ hội được thấy, chứ đừng nói là đặt chân đến hay là chạm tay vào. Một ngày nọ, trong một bữa tiệc thịnh soạn chỉ có các vị quý tộc, tầng lớp giàu có ở Paris, một thiếu nữ Pháp xinh đẹp có tên là Chantal Carpagnon ngay lập tức bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài thông thái giàu có của Sobhrai khi hắn đang huyên thuyên bịa ra đủ thứ để kể về các chuyến phiêu lưu giả tưởng của mình ở phương Đông, rằng hắn xuất thân từ một gia đình giàu có ở Sài Gòn, Việt Nam và nói chuyện như một nhà thơ lãng mạn. Cứ như thế,
hắn mới buông lời tán tình tràn tổ. Và rồi, tình yêu giữa hai con người ấy bừng nổ. Chanto say đắm trong mật ngọt mặn nồng mà không hề biết rằng chờ đợi cô ở phía trước sẽ là muôn vàn gian truân, gập ghềnh, bất hạnh. Tình yêu giữa họ cứ thế lớn dần lên. Cho tới trưa ngày 24 tháng 9 năm 1968, Sobrai điện thoại cho Chanto hẹn cô đi ăn tối tại khách sạn Imperial. Dự định của Sobrai khi ấy là trong bữa ăn, hắn sẽ ngỏ lời cầu hôn cô với lễ vật là một chiếc nhẫn kim cương trị giá 15.000 francs. Nhưng Chanto đã từ chối lời cầu hôn ấy bởi khi biết mối quan hệ này, bố mẹ cô vốn là những tài phiệt truyền thống Pháp đã kịch liệt phản đối, không bao giờ cho phép Chanto qua lại và kết hôn với người đàn ông như Sobrai. Trong lúc mà Sobrai và Chanto ngồi bàn ăn, một người nhân viên lễ tân của khách sạn đã nhận ra hắn chính là kẻ đã từng đánh cắp một chiếc Cadillac lái qua sân khách sạn trước đó và vội báo cho cảnh sát. Chạy trốn nước Pháp. Về phần Sobrai, ngay khi bị từ chối vào đêm hôm đó, Sobrai đã ăn cắp một chiếc xe DS21 để chở Chanto đến một sòng bạc sang trọng. Tại đây, hắn thua liên tục đến mức phải dốc cả uy tín và tiền vay mượn để có hàng ngàn francs cho thỏa cơn khát nước. Nhưng hắn trắng tay. Trên đường về, Sobrai điên cuồng đổ lỗi cho Chanto và phóng xe như một kẻ bệnh hoạn mất trí. Trong khi đó, Chanto ngồi bên cạnh, mặt biến sắc, trắng bệch đi vì sợ hãi. Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Đúng vào lúc hắn ta trở nên mất kiểm soát nhất, thì cũng là khi mà tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, đuổi theo ngay đằng sau. Với quá khứ và ngay mới đây thôi, hắn vừa mới ăn trộm một chiếc xe ô tô, thì có quá nhiều lý do để cho Sobrai chạy trốn. Hắn cố gắng đạp ga, không màng đến an toàn. Nhưng rồi, Sobrai mất lái trên đoạn đường ngập nước mưa và gặp tai nạn. Liền ngay sau đó, cảnh tượng khiến cho Chanto phải lạc giọng khản cổ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa là đôi tay của Sobrai đã tra vào còng số 8. Ra tòa, Sobrai khai rằng hắn chỉ có ý muốn mượn chiếc xe DS21 đó một lát vì là sợ trễ bữa hẹn cầu hôn với Chanto. Và thật bất ngờ khi xác minh, Chanto cũng khai đúng như vậy. Vì lẽ đó, bản án lần này dành cho Sobrai thụ án tại nhà tù Poissy chỉ là 8 tháng. Về phần Chanto, thấy Sobrai bị bắt và nhớ về những kỷ niệm đã có cùng với nhau, cô giải thích. Và rồi, Chanto chọn với cách đứng về phía Sobrai. Không thấy gã bạn trai hào nhoáng xuất hiện, những người đồng nghiệp và bạn bè hỏi thăm thì Chanto đành nói dối là do Sobrai bị gọi nhập ngũ. 8 tháng trôi qua, sau khi ra tù, Sobrai đã vẽ ra hàng loạt các âm mưu để thuyết phục ông bà Compagnon. Cuối cùng, họ đã mềm lòng trước tiền bạc và lý lẽ của Sobrai cho tổ chức một đám cưới đơn giản cho cô con gái của mình. Cách sau đó không lâu, Chanto thụ thai. Đầu năm 1970, lúc ấy Chanto đang mang bầu thì Sobrai được một gã bạn báo tin rằng Gara Covignon, nơi tiêu thụ những chiếc xe ăn cắp của Sobrai, đã bị cảnh sát lục soát. Lúc này, hắn biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị sờ gáy. Thậm chí, cảnh sát thế nào rồi cũng sẽ lại lần ra hắn là kẻ chủ mưu của các vụ làm sắc giả trên toàn nước Pháp và các vụ trộm cắp tại các gia đình giàu có mà Sobrai từng viếng thăm, nên lại càng phải nhanh chân bỏ trốn trước khi bị vạch trần. Điều gì sẽ chờ đợi Chanto và vị hôn phu bán linh hồn cho quỷ dữ của cô ở phía trước? Con đường trở thành kẻ ác hàng bậc nhất, dã man, tàn bạo và máu lạnh của Charles Sobrai như thế nào? Cuộc sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của hắn cho đến khi nào sẽ lộ đuôi cáo? Gia đình nhỏ của Sobrai liệu có yên ổn? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi.
subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: The Life and Crimes of Charles Sobhraj, Cộng lý, Fox News, The Times of India, National Geographic, Crime Library, An ninh Thế giới Online, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt, cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.